Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong các chương trình trước đây, chúng ta cũng đã từng đề cập đến vấn đề vitamin dành cho trẻ em. Tuy nhiên, chương trình vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả liên quan đến chủ đề này. Và hôm nay, chúng tôi xin trả lời các câu hỏi của quý vị khán giả. Khán giả ở địa chỉ email nguyenyennhi88a.yahoo.com hỏi: Cháu nhà tôi hoàn toàn được nuôi bằng sữa công thức. Tôi biết sữa công thức không giúp cho bé có sức đề kháng như sữa mẹ. Vậy tôi phải làm sao, thưa bác sĩ? Cháu phải nuôi hoàn toàn bằng sữa công thức để giúp cho cháu có sức đề kháng tốt hơn, chị hãy chú ý một số yếu tố. Yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường thật là tốt. Vệ sinh cá nhân bao gồm có vệ sinh cho cháu và vệ sinh của người nuôi dưỡng, chăm sóc cháu và những người thân sống cùng ở trong gia đình. Trong trường hợp người lớn của chúng ta không may bị cảm lạnh hoặc là bị một số các bệnh lây nhiễm thì chúng ta phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cháu. Điểm quan trọng thứ hai là chị hãy đem cháu đi chích ngừa theo các khuyến nghị của chương trình tiêm chủng mở rộng để giúp cho cháu có sức đề kháng tốt và phòng ngừa được các bệnh tật. Điểm thứ ba là chị hãy chú ý đến một chế độ ăn thật là tốt đối với cháu. Với chế độ ăn tốt của cháu là cháu cần phải uống sữa và bên cạnh đó thì cháu cần phải tập ăn dặm, và trong việc ăn dặm hãy lựa chọn các thực phẩm nào nhiều các loại vitamin để chế biến món ăn cho cháu, bên cạnh việc có chất đạm, có chất béo và có chất bột đường trong các bữa ăn dặm. Và một điểm cũng khá là quan trọng là khi lựa chọn sữa công thức để cho cháu uống, chị hãy lựa chọn loại sữa phù hợp với lứa tuổi và lựa chọn loại sữa có bổ sung thêm các chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể để giúp cho cháu có thể có sức khỏe tốt và hạn chế nguy cơ bị mắc bệnh do không được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ. Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi năm nay 3 tuổi, bây giờ tôi muốn là tăng cường trí nhớ cho cháu thì cần bổ sung vitamin gì? Để bé có được trí nhớ tốt, bên cạnh một chế độ dinh dưỡng hợp lý, chúng ta còn phải tập luyện cho trẻ, tức là dạy cho trẻ học. Với vitamin thì chúng ta cũng thấy là một số các vitamin có thể có đóng góp cho vai trò của trí nhớ của cháu. Chúng ta cùng kể đến vitamin A, vitamin E. Chúng ta cũng cùng kể đến vitamin nhóm B và cả vitamin C nữa. Khán giả Trang Nhung, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Cháu nhà em được 3 tuổi, em nghe nói nấm có nhiều khoáng chất và vitamin. Em có thể cho cháu nhà em ăn nấm một tuần 2 lần được không, thưa bác sĩ? Nấm là một loại thực phẩm rất tốt bởi vì ngoài việc là có vitamin, có khoáng chất như chị nêu lên, trong nấm còn có nhiều chất đạm và đây là chất đạm có nguồn gốc từ thực vật nên khả năng hấp thu cũng như là khả năng tiêu hóa khá là dễ dàng. Bên cạnh đó thì nấm vừa mềm, vừa có thêm chất xơ, chị có thể nấu nướng và chế biến món ăn cho cháu khá là dễ dàng. Chị hãy băm nhỏ nấm và có thể nấu canh hoặc là xào với thịt, thậm chí là chúng ta có thể băm nhỏ và chúng ta chiên với trứng để cho cháu ăn trong chế độ ăn hàng ngày. Khán giả Thảo Trang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi được 3 tháng, mỗi sáng đều phơi nắng 15 phút, nhưng tôi nghe nói từ 3 tháng trở lên nên cho cháu uống thêm canxi để xương phát triển. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ? Trong trường hợp sức khỏe của cháu bình thường và cháu được nuôi dưỡng bằng cách là cho bú mẹ hoàn toàn, có lẽ chúng ta không cần thiết phải bổ sung thêm canxi. Để đánh giá xem cháu có được nuôi dưỡng tốt hay không, chị hãy chú ý nếu cháu ăn ngoan, ngủ ngoan, tăng cân tốt, tăng chiều dài tốt thì chúng ta không nhất thiết phải bổ sung thêm canxi cho cháu. Chúng tôi hy vọng là những thông tin vừa qua đã giúp cho quý vị có thêm kiến thức để nuôi dưỡng trẻ thật là tốt, đặc biệt là biết tận dụng vitamin trong chế độ ăn hàng ngày của các cháu. Và chúng tôi mong muốn sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Phá tan căng thẳng, phá tan mỏi mệt, phá tan âu lo, nay nhờ có nước Restore. Nào ta cùng cùng uống nước bổ sung vitamin, toàn thân được đề kháng. Restore bổ sung các vitamin B3, B6, B12 và các khoáng chất như natri, kali cho ngày mới ngập tràn năng lượng. Bởi có Restore lần này, Restore ngập tràn năng lượng phá tan mệt mỏi.